Thưa quý vị, vượt lên khiếm khuyết của bản thân, các nghệ sĩ của nhóm nhạc khiếm thị Hy vọng đã nỗ lực học tập và cùng hội tụ trong một ban nhạc nhằm lan tỏa ý chí và nghị lực sống tới nhiều người. Họ đều được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và luôn giữ niềm đam mê âm nhạc dân tộc để những thanh âm Hy vọng vang mãi. Nghệ sĩ Sáu Trúc Nguyễn Văn Linh 8 năm nay luôn có người cha đồng hành trên mọi nẻo đường. Bởi không chỉ bị khiếm thị từ nhỏ, anh còn đang bị suy thận giai đoạn cuối, mỗi tuần chạy thận 3 lần tại bệnh viện. Dẫu vậy, anh vẫn cố gắng để không vắng mặt trong những buổi biểu diễn của nhóm nhạc Hy vọng. Hôm nay, nhóm có buổi biểu diễn tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội. Mình đam mê âm nhạc từ bé, cho nên là cho đến bây giờ dù hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn cứ giữ niềm đam mê, bởi vì là âm nhạc rất là quan trọng đối với cuộc sống của mình. Nghệ sĩ Nguyễn Văn Linh là một trong 7 thành viên của nhóm nhạc Hy vọng. Mỗi người chơi một nhạc cụ dân tộc khác nhau để làm thành những bản hòa tấu độc đáo. Nhóm nhạc Hy vọng được thành lập từ năm 2004, từ ý tưởng của nghệ sĩ Tôn Thất Trim, với mong muốn quảng bá âm nhạc dân tộc và truyền đi thông điệp về khát vọng và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Tất cả những nghệ sĩ của nhóm đều có khiếm khuyết bẩm sinh, nhưng những thanh âm điệu nhạc luôn tròn đầy. Chúng tôi sẽ không thể nhìn được những cái nốt nhạc trong một khuôn nhạc, và thay vì đó chúng tôi sẽ phải chép ra, nhờ các bạn đọc và chép ra bằng chính ký hiệu của mình. Ví dụ như các bạn học về văn hóa thì còn có chữ nổi, chữ braille được. Nhưng học âm nhạc làm gì có nốt nhạc đâu. Thì các bạn phải bằng tất cả sự nỗ lực ghi nhận vào trong óc. Và phải người thường người ta phải nỗ lực một thì các bạn đều phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần cả. Và bất cứ ai khi đã thưởng thức những tác phẩm do ban nhạc đặc biệt này biểu diễn đều vô cùng ấn tượng. Dường như có một nhịp cầu kết nối từ trái tim người nghệ sĩ đến trái tim khán giả chỉ bằng những thanh âm kỳ diệu. Màn trình diễn này quả thật là vô cùng kinh ngạc. Tôi mong rằng có thể biểu diễn ra cộng đồng cho nhiều người có thể xem được. Thật là không thể tin được khi Việt Nam có thể vươn tới ngôi sao một cách ngạc nhiên như vậy. Các anh chị đã không nhìn thấy ánh sáng, nhưng mà âm nhạc của anh chị đã thực sự là lay động với tôi và toàn bộ khán giả ở trong thính phòng này. Thông qua những chương trình biểu diễn như thế này, ban nhạc Hy vọng sẽ có thêm sự quan tâm của cộng đồng, gây quỹ để hoạt động lâu dài, một phần để ủng hộ thành viên ban nhạc cũng như giúp nghệ sĩ Sáu Trúc Văn Linh tiếp tục chống chọi với bệnh tật.